Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 6 giờ, ngày 4 tháng 5 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2023 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Qatar. Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong 30 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam UAE ngày càng phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch. Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương. UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác lớn nhất của OAE trong ASEAN. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang OAE đã tăng gấp 27,5 lần kể từ năm 2006, trong đó Việt Nam xuất siêu 3,27 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý thính giả, thí sinh sẽ có 10 ngày để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4, Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 đã được trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi. Riêng thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu có trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh. Thí sinh không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh cá nhân được cơ quan công an cấp. Thưa quý thính giả, Khoảng 10 giờ sáng ngày 3 tháng 5, người dân phát hiện lửa bốc lên từ xưởng gỗ của ông Phạm Văn Sĩ, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do bên trong xưởng chứa nhiều chất dễ cháy như gỗ, sơn, bao bì các tông nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhận được tin báo, công an thành phố Dĩ An điều động 3 phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương và công an thành phố Thuận An cũng đã điều thêm 3 xe chữa cháy và 10 người đến hiện trường dập lửa. Ngoài ra, ban chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An và dân quân phường Tân Bình cũng đã có mặt hỗ trợ chữa cháy. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm xưởng gỗ rộng khoảng 200 mét vuông cháy rụi, đốt sọc. Nhiều công nhân ở gần chạy đến khi nghe tin xưởng gỗ bị cháy và lo lắng cho công việc. Cuộc sống khi cơ sở ngưng hoạt động vì quá quạng. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước ASEAN cộng ba gồm các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác tài chính khu vực tại hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước ASEAN cộng ba lần thứ 26 diễn ra tại Hàn Quốc ngày 2 tháng 5. Phát biểu tại họp báo ngày 3 tháng 5 tại Jakarta, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Ari Mulyani cho biết, việc tăng cường hợp tác tài chính giữa các nước asean cộng ba được thực hiện thông qua các sáng kiến như định hướng tương lai cho thỏa thuận tài chính khu vực đa phương quá sáng kiến trang bay văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô asean cộng ba cũng như sáng kiến thị trường trái phiếu châu á các bên cũng nhất trí hợp tác tài chính thông qua sáng kiến tương lai asean cộng 3 bao gồm tài trợ cơ sở hạ tầng tài chính nghiên cứu các cơ sở phi tài chính và nghiên cứu về chiến lược số quá tài chính tài chính bền vững nợ và các giao dịch nội tệ Thưa quý thính giả, chính quyền quân sự Myanmar ngày 3 tháng 5 cho biết, 2.153 tù nhân đã được ân xá nhân dịp lễ Phật đáng dịp Đức Phật Thích Ca ra đời. Theo thông cáo của chính quyền quân sự Myanmar, hơn 2.100 người được ân xá dịp này là những tù nhân đang thụ án theo điều 505 của Bộ Luật Hình Sự với án phạt tối đa là 3 năm tù giam. Quyết định ân xá là động thái đánh dấu ngày lễ quốc gia nhân dịp lễ Phật đáng, thể hiện tinh thần nhân đạo của chính quyền quân sự nhằm mang lại niềm vui cho người dân. Tuy nhiên, thông cáo nêu rõ những trường hợp được ân xá dịp này mà tái phạm sẽ phải tiếp tục chấp hành bản án trước đây kèm theo hình phạt bổ sung. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ cuộc điều tra quốc tế liên quan tới tổ chức tội phạm khác tiếng rang ghê ta tại Italy, ngày 3 tháng 5, cảnh sát Đức đã bắt giữ hàng chục đối tượng trên khắp cả nước. Theo một tuyên bố chung của các công tố viên và cảnh sát, trong số những đối tượng bị bắt có 4 người tại bang Bavaria, 15 người tại bang North Highwest Valia và 10 người tại bang Highland Palatinate. Những người này bị cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo và buôn bán ma túy. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều bằng chứng tại hàng chục địa điểm lục soát gồm nhà riêng và văn phòng trên cả nước. Thưa quý thính giả, đảo Lý Sơn là một trong những điểm du lịch tuyệt vời trên giải đất miền Trung. Nơi đây chính là điểm du lịch biển được đánh giá là tuyệt vời nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Trước đây, đảo Lý Sơn được gọi là Cù Lao Đá, theo cách lý giải của dân gian là Cù Lao có nhiều cây đá. Huyện đảo Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 27 km, Nơi đây có đầy đủ cả những đảo lớn, bãi khác nhau cùng làng nước biển trong xanh mắt liệm. Đảo Lý Sơn được nhiều người biết đến như một thiên đường tuyệt đẹp giữa đại dương bao la. Không những thế, bất kể ai đến đây cũng sẽ mê mẩn và giữ cho mình những hoài niệm khó quên. Thưa quý thính giả, Ấn Độ hiện là quê hương của cây cầu đường sắt cao nhất thế giới. Cao hơn tháp Eiffel khoảng 29 mét, con chê nắp nằm ở độ cao 359 mét trên sông chê nắp ở vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Trong thông cáo báo chí hồi tháng 3, Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết sau nhiều thập kỷ xây dựng, cầu trên nắp ở miền Bắc Ấn Độ sẽ mở cửa đón du khách vào cuối tháng 12 năm 2023 hoặc tháng 1 năm 2024. Cái cầu dài 1.315m là một phần của dự án lớn hơn nhằm giúp cho mạng lưới đường sắt Ấn Độ có thể tiếp cận thung lũng Cát bia Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.